Dạ, bà cô chú và tất cả các bạn nha. Thì chiều hôm nay ở quê mình á, là đài báo ở miền Trung có bão, nhưng mà ở quê mình thì nó chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, lâu lâu thì có gió mạnh có mưa thôi, chứ cũng không có giống như vùng tâm bão. Rồi mình cũng vừa làm cỏ xới đất ở bên kia, còn bên đây thì mình chuẩn bị để trồng rau mới cho mùa mưa tới nè. Cái dàn mướp của mình giờ còn có 2 trái non thôi. Vườn của mình thì chưa trồng gì hết, mới có ủ sơ dừa với trấu à, nên là chút nữa mình sẽ vô chậu để mình trồng, mình làm một cái vườn cà chua với lại đậu bún, rồi mình tỉa thêm một ít đậu bắp nữa ở bên kia với mướp, mỗi thứ một ít đó để mình ăn khỏi cần phải đi chợ đi mua. Thì cái vườn này giờ chỉ còn có dây mướp không à, đất thì mình đã để sẵn rồi, mình trộn thôi. Thấy cô Năm, Dượng Năm đang làm cỏ bên kia, giờ mình đi qua bên kia xong mình mới qua lại để mình làm cái này. Cô Năm mình đang làm cỏ cái bờ phía trước nè. Bờ này thì Dượng Năm mình lúc trước làm đem mấy cái cây mai về che lá đồ á, giờ mở ra hết rồi. Mai tốt quá chừng luôn, nó đâm tược lên nè. Tết năm nay là đẹp lắm. Nhìn xa xa thấy cô Năm của với Dượng Năm đang làm cỏ ở dưới à. Ở cô Năm có cái cây bông trang đẹp quá à. Cái bông trang này màu vàng, ở vườn cô Năm có nhiều loại lắm, màu đỏ, màu hồng nữa. Cô Ca cũng đi theo nữa nè. Đi theo hả? Trời đất ơi. Dạ. Buổi chiều mát làm cỏ ngon thế không? Ơi, có bông đã quá ha. Hồi sáng này có chị Út chỉ sinh của Năm nè, chỉ về làm thuốc. Cái con điện Năm á. Cái cây nhào nhỏ này mà có bông quá chừng này dựng. Này nữa có chục ký. Nhiều lắm. Chục vừa hô quá rồi luôn. Dưỡng Năm mình dưỡng mần còn hơn anh thanh niên nữa đó. Dưỡng móc bùn làm cỏ đốn lá cái gì vẫn cũng làm đó, ghê thiệt á. Ồ, nhào ra trái quá chừng luôn nè, cái bông nhào cũng đẹp quá hả Dương Năm. Con nhào để nó có hoài luôn. Ồ, cái bông nhào là mỗi nách mỗi bông mỗi trái luôn á. Nửa tháng là hái 4-5 ký á. Cây nhào này là bài thuốc hay nè. Lá nhào này, lá nhào non á, cái mình mua lương về mình sắt nhỏ nhỏ rồi mình á, ăn ngon dữ lắm với nước cốt dừa. Dạ, ăn trị nhức lưng luôn á Dương Năm. Đau nhức đồ á. Bữa cậu về kìa, cậu làm lá nhào với lương nước cốt dừa ăn ngon lắm Dương Năm. Họ hỏi hôm nay chỉ ai hái lá nhào nào ngon quá trời mới ăn ngon dữ lắm. Ừ, đó, lá nhào non đó. Ai cắt rồi có gì còn ai không? Không, con không ăn. Hôm nay con đâu có mua lương đâu. Lá nhào thì có mà lương lương mắc lương mắc nhân có đi thăm chú ba không? À, nhân tính chở Năm đi mà nó để chừng nào đi đi rồi cái không đi luôn, có một mình cái không đi luôn. Chiều bữa về đây về thăm luôn. Ừ. Bị giờ vô đó cũng chật hơn cái giường, cái phòng đó giường nhiều lắm Năm. Chật hơn cái phòng của cha con. Ừ. Tội nghiệp chú ba. Phòng của cha con hổm chặt chẽ gì. Có nghe từng nào về không? Chưa nữa con Năm ơi. Nay còn chú còn mặt tả mà. Mặt bỉm. Mình nghỉ rồi, tối rồi. Cô Năm cứ chặt cho mẹ ăn tàu lá có lá sâm á. Mẹ đi hái giờ cho nhà uống nè. Có lá thiên lý nữa vợ. Mẹ mình hái lá sâm về giò.
Hôm qua con mua bạch rau má mà con quên, nhớ thấy mẹ nó xong con mới nhớ lại. Cái này mà có lá mối giờ trông ngon lắm mẹ, nó dai. Lá mối là lá sâm long, con này sâm trơn. Cô Năm cô để vô nhà luôn cho nó sạch nè. Chị cho em tí bọc. Mình nhờ giò lá lụa mới ngon mẹ. Mấy có thật nhiều chứ lá non đâu có. Lá lụa, còn lá non bọt không à. Cô cảm ơn kìa. Nãy giờ nó không thấy bà ngoại. Đây có vàng hoa thiên lý nè. Mà nó nằm sâu bên trong quá nên mình không có vô được. Bông này mình ăn vị tôm cũng ngon, xào thịt bò cũng ngon. Có thiên lý nữa kìa, hồi nữa xin năm mấy bông ăn mì tôm ngon lắm. Ở trên tàu lá đó năm, hồi con hái mấy cái chùm đó đó. Con đường rau muống của cô Năm mình có dọn dẹp sạch, ngày nay cũng làm mô đu đủ. Cô làm mua đu đủ nhìn ngon ghê. Đó. Mua đu đủ của cô Năm đây. Dường Năm vẫn cho cát vô nữa. Đu đủ thì nó chịu cát đá mấy chỗ mà cái rễ nó cần mấy thóng thóng, chứ nó không thích đất thịt lắm. Dường Năm vẫn trồng đây nhiều mà ngon à. Quá trời mua luôn nè. Được 6 mô. Dừng dừa sim lục của cô Năm mình á, đã ghê luôn á. Lúc nào trái cũng sai bó cổ vậy. Lúc mà cha mình mổ tới giờ là cô Năm dựng Năm cho nước dừa này suốt luôn nè. Cứ uống hết là dựng Năm vẫn đẩy vô cho. Dừa sai ghê gớm luôn. Mà nó ngọt nữa. Nhìn cây dừa mê lắm. Cây nào cũng sai như nhau nè. Mới mốt mình sẽ theo dưỡng Năm mình đi thu hoạch dừa nạo tiếp. Mấy bữa nay thì dừa nạo dưỡng Năm mình để cho không à. Thảo My bị bệnh á, rồi dưỡng Năm cũng đẩy qua cho để uống. Mùa này mùa cảm nên là cần phải có nước dừa mình uống để thanh nhiệt cơ thể. Rồi dưỡng cũng ít bán nữa. Nhà mình cũng dưỡng cũng cho nữa. Ở quê mình giờ cũng chiều rồi, 6 giờ hơn rồi nên là nó hơi tối. Thấy cô Năm dựng Năm ngoài bờ cái mình chạy ra mình đi quay luôn. Cha mình nay khỏe hơn rồi, đi ra cô Năm được rồi. Dần hồi phục. Cô Năm có đang dẫn đi để giới thiệu cây bưởi siêu trái. Wow, cái cây bưởi này quá trời trái luôn. Trời ơi, trái quá trời luôn á. Cha mình đang đếm. Năm nay là cô Năm Tết này là bưởi quá chừng luôn, giàu luôn rồi. Nhìn là mê liền. Quằn quại luôn ha. Lên nó nhìn thấy còn mê nữa. Ồ, cha mình nếm mấy ba mấy trái hết cha. Cái cây sau hè cũng được. 30 mấy trái bự á. Nếu mà mình bán 30.000 thôi cũng gần cái triệu rồi. Cây bên đây cũng nhiều nữa. Cây này cũng nhiều nữa nè. Năm được cái cây bưởi này nhánh hay là ra ghép năm? Nhánh á, anh Thái trồng á. Ừ. Anh Thái anh trồng nè. Quá trời trái luôn. Nhìn mê luôn á. Năm nay là cô Năm vú sữa sai quằn quại luôn nè. Trời ơi, bông sao mà nó quằn quạt quạt hết luôn rồi. Quá trời bông vú sữa luôn. Còn ngoài chị Hồng á thì do nó bị gãy nhánh á nên là cưa còn cái thân không à. Năm nay mình nghĩ cũng có nhưng mà ít. Còn của cô Năm là vú sữa dày á
nên là trái nó ra tới cái chót ở ngoài của cái nhánh luôn nè. Chừng khoảng tháng nữa nó đậu nhìn còn mê nữa. Năm nay cái gì cũng được mùa. Cái cây vú sữa cô Năm vú sữa dây nên nó bò ra ngoài đất xa lắm. Trái nhiều lắm, hồi năm rồi á quá trời luôn á. Năm nay còn nhiều hơn nữa nè, nó bự hơn. Ôi dừa của vườn Năm là cây nào cây nấy nó sai đeo chùm 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 như dâu à. Mà xa quá nên mình nhìn không rõ lắm nè. Dạ. Nhìn xa thấy cái cây dừa thấy trái đó. Tại vì nó trên cao nên là mình lại gần cũng không được vườn Năm ơi. Cô Năm mình đốn cái bụi tre bỏ rồi. Ở phía sau này giờ cô Năm có để trống. Cha mình đang đi ra chỗ cái gốc lê kima nè. Gốc lê kima này cô Năm có trồng lâu đời lắm hả. Tới mùa trái cũng nhiều lắm. Giờ cũng tối rồi, mình về mình gieo hạt giống nhưng mà mình không có quay cho cả nhà xem được tại vì trời tối nè. Thì clip của mình cũng hết rồi, hẹn gặp lại cả nhà ở tập tiếp theo nha. Để mình ươm ngày mai mốt lên mầm mà mình quay cho cả nhà cùng xem. Mình ở nhà quê nên là cái rau gì mình trồng được mình trồng để mình đỡ tốn tiền mua. Thì clip của mình cũng hết rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.